Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui khi các bạn đã bật mí lên. Các bạn thân mến, theo như mong muốn của một số bạn, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau đến với một chủ đề ngữ pháp nữa, đó là Das Passive, thể bị động. Trước tiên thì xin mời các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi hai ví dụ sau đây. Ở đây chúng ta có hai câu. Câu thứ nhất là một câu chủ động, Active Satz. Và câu thứ hai là câu bị động, Passive Satz. Chúng ta hãy cùng xem câu thứ nhất. Meine Mutter schließt die Tür. Meine Mutter schließt die Tür. Với câu bị động, chúng ta có cách diễn đạt là Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen. Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen. Khi chúng ta nhìn vào hai câu này, các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa một câu chủ động và một câu bị động. Đó chính là, đối với một câu chủ động, thì đối tượng thực hiện hành động được nhấn mạnh. Ở trong ví dụ trên, đó chính là mẹ tôi là người đóng cửa, chứ không phải tôi hay là một ai đó khác. Còn trong một câu bị động, thì đối tượng thực hiện hành động không còn quan trọng nữa, mà thay vào đó là hành động hay sự việc diễn ra. Bởi vậy nên, ở trong trường hợp này, chúng ta cũng có thể lược bỏ đi thông tin về đối tượng thực hiện hành động. Chúng ta cũng có thể nói là Die Tür wird geschlossen. Die Tür wird geschlossen. Vậy thì khi nào chúng ta dùng câu bị động? Chúng ta dùng câu bị động khi mà đối tượng thực hiện hành động không quan trọng để cần phải nhắc tới. Hoặc là đối tượng thực hiện hành động không thể xác định được. Hoặc là người nói không muốn nêu ra đối tượng thực hiện hành động. Chúng ta hãy cùng xem một vài ví dụ sau. Mein Handy wurde gestohlen. Mein Handy wurde gestohlen. Chiếc điện thoại của tôi bị ăn cắp. Ở đây, chúng ta không thể xác định được là đối tượng thực hiện hành động ăn cắp đó là ai, vậy nên chúng ta sẽ không thể nêu ra được. Một ví dụ tiếp theo. Das Auto muss gewaschen werden. Das Auto muss gewaschen werden. Chiếc ô tô cần phải được rửa. Ở đây, người nói không muốn tự rửa chiếc xe ô tô mà muốn một ai khác đó làm cho mình. Với cách nói này thì sẽ tế nhị hơn là cách nói thẳng trực tiếp như là Du musst das Auto waschen. Du musst das Auto waschen. Chúng ta phân biệt ra thành hai loại Passivformen, đó là Vorgangspassiv und Zustandspassiv. Với Vorgangspassiv, người ta dùng để nhấn mạnh một quá trình, một hành động hay sự việc diễn ra. Còn với Zustandspassiv, chúng ta dùng để nhấn mạnh vào một trạng thái hoặc là kết quả của một hành động. Trước tiên, chúng ta hãy cùng xem cách hình thành Vorgangspassiv. Để có thể thành lập được một câu bị động, thì chúng ta luôn luôn phải xuất phát từ câu chủ động. Ở đây, chúng ta sẽ chia ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là với những câu chủ động có bổ ngữ accusative. Và trường hợp thứ hai đó là với những câu chủ động không có bổ ngữ accusative. Với trường hợp đầu tiên, chúng ta sẽ quay trở lại với ví dụ ở đầu video. Meine Mutter schließt die Tür. Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen. Với câu chủ động có bổ ngữ accusative thì ở câu bị động, bổ ngữ accusative sẽ trở thành chủ ngữ của câu và đứng ở cách một nominative. Ở ví dụ trên thì trong câu chủ động, bổ ngữ accusative là die Tür, thì chuyển sang câu bị động, nó là chủ ngữ của câu và chia ở cách một nominative. Động từ schließen ở câu chủ động sẽ được chia ở thể quá khứ participle perfect ở câu bị động và được đặt cuối câu. Đứng sau chủ ngữ là trợ động từ werden sẽ được chia theo chủ ngữ. Ở đây có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là thời của câu bị động sẽ phải tương đương với thời của câu chủ động. Điều đó có nghĩa là, ví dụ như nếu câu chủ động ở thời hiện tại thì câu bị động cũng sẽ phải chia ở thời hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem những công thức để hình thành những câu bị động theo các thời khác nhau. Với thời hiện tại present, chúng ta có công thức werden plus participle perfect. Meine Mutter schließt die Tür. Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen. Với quá khứ Präteritum, chúng ta có công thức wurden plus participle perfect. Meine Mutter schloss die Tür. Die Tür wurde von meiner Mutter geschlossen.
với quá khứ perfect. Chúng ta có công thức là sein plus participe perfect plus worden. Meine Mutter hat die Tür geschlossen. Die Tür ist von meiner Mutter geschlossen worden. Với quá khứ plus quamperfekt. Chúng ta có công thức waren plus participe perfect plus worden. Meine Mutter hatte die Tür geschlossen. Die Tür war von meiner Mutter geschlossen worden. Với thời tương lai Futur 1. Chúng ta có công thức werden plus participe perfect plus werden. Meine Mutter wird die Tür schließen. Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen werden. Với thời Futur 2. Trường hợp này thì thông thường chúng ta sẽ hiếm gặp. Chúng ta sẽ có công thức là sein plus participe perfect plus worden plus sein. Meine Mutter wird die Tür geschlossen haben. Die Tür wird von meiner Mutter geschlossen worden sein. Còn với câu bị động có chứa một đan verb, động từ tình thái, thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Với thời hiện tại, present. Một đan verb plus participe perfect plus werden. Meine Mutter muss die Tür schließen. Die Tür muss geschlossen werden. Với quá khứ Präteritum. Mudanverb Präteritum plus Participe Perfekt plus werden. Meine Mutter musste die Tür schließen. Die Tür musste geschlossen werden. Với quá khứ Perfekt. Haben plus Participe Perfekt plus werden plus Mudanverb. Meine Mutter hat die Tür schließen müssen. Die Tür hat geschlossen werden müssen. Với quá khứ plus quamperfekt. Hatten plus participe perfect plus werden plus modalverb. Meine Mutter hatte die Tür schließen müssen. Die Tür hatte geschlossen werden müssen. Với thời tương lai Futur 1. Werden plus participe perfect plus werden plus modalverb. Meine Mutter wird die Tür schließen müssen. Die Tür wird geschlossen werden müssen. Như mình đã đề cập ở phần đầu video, thì đối với một câu bị động, đối tượng thực hiện hành động không nhất thiết cần phải được nhắc tới. Tuy nhiên, nếu điều này là cần thiết, là quan trọng, thì chúng ta có cách diễn đạt là chúng ta sẽ sử dụng giới từ von hoặc là durch cộng với danh từ chỉ đối tượng đó. Ở đây chắc chắn các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là khi nào chúng ta dùng von và khi nào dùng durch. Thực ra với vấn đề này có khá là nhiều tranh cãi. Đối với ngôn ngữ nói, có nhiều trường hợp mà chúng ta có thể dùng cả hai giới từ. Tuy nhiên ở đây để giúp cho các bạn có thể dễ hiểu thì mình sẽ giải thích một cách đơn giản như sau. Chúng ta dùng von đối với đối tượng trực tiếp thực hiện hành động. Đó có thể là người hoặc là con vật. Ví dụ như Das Auto wurde von meinem Vater gewaschen. Das Auto wurde von meinem Vater gewaschen. Ở đây, người trực tiếp thực hiện hành động rửa xe đó là cha của tôi. Vì vậy nên chúng ta sẽ nói là von meinem Vater. Một ví dụ nữa. Die Maus wurde von der Katze gefangen. Die Maus wurde von der Katze gefangen. Ở đây, đối tượng trực tiếp thực hành động bắt con chuột đó là con mèo. Bởi vậy nên chúng ta sẽ nói là von der Katze. Chúng ta dùng durch đối với đồ vật, phương tiện hay công cụ mà một người nào đó sử dụng để thực hiện hành động. Ví dụ như Die Stadt wurde durch Bomben zerstört. Die Stadt wurde durch Bomben zerstört. Thành phố bị tàn phá bởi bom đạn. Ở đây, việc tàn phá thành phố không phải được trực tiếp thực hiện bởi bom đạn, mà đó là do con người. Con người sử dụng bom đạn để tàn phá thành phố. Bởi vậy nên ở đây chúng ta sẽ dùng durch Bomben. Bây giờ chúng ta hãy sang trường hợp thứ hai, đó là khi câu chủ động không có bổ ngữ accusative, mà thay vào đó là thứ nhất, bổ ngữ dative. Chúng ta hãy xem ví dụ sau đây. Meine Freunde helfen mir beim Umzug.
Mir wird beim Umzug geholfen. Es wird mir beim Umzug geholfen. Ở đây các bạn có thể thấy bộ ngữ dative ở câu chủ động sẽ được giữ nguyên ở câu bị động, chứ không được biến đổi thành cách một nominative như bộ ngữ accusative. Có hai cách hình thành thể passive ở đây. Cách thứ nhất đó là bộ ngữ dative sẽ được cho lên đầu câu, tuy nhiên nó không phải là chủ ngữ của câu và câu bị động khi này sẽ không có chủ ngữ. Cách thứ hai, chúng ta sử dụng S như là từ thế chỗ, Platzhalter, và đặt nó ở đầu câu. Gọi là từ thế chỗ vì nó hoàn toàn có thể bị thay thế bởi thành phần câu khác. Chúng ta hãy xem ví dụ sau đây. Es wird mir heute beim Umzug geholfen. Chúng ta cũng có thể nói là Mir wird heute beim Umzug geholfen. Oder Heute wird mir beim Umzug geholfen. Khi này thì S sẽ bị bỏ đi. Trường hợp tiếp theo, nếu như trong câu chủ động có prepositional ergänzung, có nghĩa là bổ ngữ có chứa giới từ, thì ở câu bị động nó cũng sẽ được giữ nguyên. Die Schüler diskutieren im Unterricht über den Umweltschutz. Die Schüler diskutieren im Unterricht über den Umweltschutz. Với câu chủ động này, chúng ta có thể hình thành câu bị động như sau. Es wird im Unterricht über den Umweltschutz diskutiert. Oder im Unterricht wird über den Umweltschutz diskutiert. Oder über den Umweltschutz wird im Unterricht diskutiert. Ở đây, cũng như ở trường hợp trước, chúng ta có thể dùng S làm từ thế chỗ và đặt nó ở đầu câu. Hoặc là chúng ta cho những cái thành phần câu khác lên đứng ở đầu câu thì khi này S sẽ bị bỏ đi. Trường hợp tiếp theo đó là với câu chủ động có chủ ngữ là man thì ở câu bị động man sẽ được bỏ đi. In Vietnam trinkt man viel Bier. In Vietnam trinkt man viel Bier. Với câu chủ động này chúng ta có thể hình thành câu bị động như sau. Es wird in Vietnam viel Bier getrunken. Es wird in Vietnam viel Bier getrunken. Oder in Vietnam wird viel Bier getrunken. In Vietnam wird viel Bier getrunken. Bây giờ chúng ta hãy cùng sang với cách hình thành loại bị động thứ hai, đó là Zustandspassiv. Với Zustandspassiv thì khi này hành động đã được kết thúc và chúng ta muốn nhấn mạnh tới trạng thái hay là kết quả của hành động. Với thời hiện tại, Präsens, chúng ta có công thức là Sein plus Particip Perfekt. Die Tür ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen. Với thời quá khứ, Vergangenheit, chúng ta có công thức Waren plus Particip Perfekt. Die Tür war geschlossen. Die Tür war geschlossen. Với thời tương lai, Futur, Werden plus Particip Perfekt plus Sein. Die Tür wird geschlossen sein. Die Tür wird geschlossen sein. Còn nếu như đó là một câu bị động có chứa Modalverb, động từ tình thái, thì chúng ta sẽ có công thức là Modalverb plus Particip Perfekt plus Sein. Die Tür muss geschlossen sein. Die Tür muss geschlossen sein. Hy vọng là những kiến thức trong bài học này hữu ích với các bạn và giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về cách hình thành câu bị động. Điều quan trọng bây giờ là các bạn cần phải luyện tập để có thể biến được những cái lý thuyết thành kiến thức của bản thân mình. Mình sẽ để một số những cái đường link bài tập online ở ngay dưới video, ở phần hộp thông tin miêu tả video để giúp cho các bạn có thể thuận tiện hơn trong việc luyện tập. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình luyện tập liên quan đến chủ đề của bài học này hay là bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì hãy đừng ngần ngại cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!